là một người rất thích hoa hồng nhưng không thể trồng được một cây ưng ý. Đừng lo, có dự đây. Giang hồ 4G em không sợ, chỉ sợ báo giá. Khách im re. Dựng hình, tán cho nó một lớp lót, rồi mình qua mình đắp thân cây. Khúc này bạn cần phải thật nhẹ tay để mà mơn trớn cho nó thật là gân guốc lên cho nó đẹp nha. Rồi mình bước qua mình vẽ hoa hồng. Ủa, nó vẽ hoa hồng mà sao nó màu vàng ta? Ừ, thì hoa hồng màu vàng. Ừ, thì vậy đó. Ừ. Ai còn tỉnh thì giải thích dùm ví dụ với. Còn bây giờ thì mời mọi người xem quá trình anh em mình vẽ nha. Nhớ follow nha. Nếu mà trồng hoa kiểu này thì đảm bảo là 10 năm không tàn luôn á. Và không gian nhà bạn sẽ được mở rộng ra rất là nhiều. Mọi người đón xem thử là bức tranh này khoảng bao nhiêu nha.